Chào các bạn nhé. Một cái quy trình mà khi mình gửi một cây đàn mới về cho các khách hàng của mình ấy, thì nó cũng phải trải qua các bước, đó là mình sẽ mở cây đàn ra. Mở cây đàn ra, mình kiểm tra, mình test. Bởi vì mình là một người được đào tạo quy chuẩn chuyên sâu về đàn nhị, nên là khi mình mà có làm người phân phối đàn ấy, thì sẽ có cái lợi thế là mình sẽ chơi được đàn và mình sẽ test được đàn cho khách. Chứ còn nhiều khi có nhiều bạn mà mua ở những cơ sở khác, họ chỉ kinh doanh thôi, thì các bạn khi các bạn nhận nhận được hàng ấy, thì nó chỉ là một cái cây đàn như thế này. Đấy, nó chỉ là một cây đàn như này. Và nếu mà các bạn mà biết rồi, các bạn mà đã từng biết đánh đàn rồi, đã từng biết lắp đàn rồi, thì nó là ok. Nhưng mà các bạn mà bạn nào mà mới khởi nghiệp với cây đàn nhị, mới tập chơi cây đàn nhị, chưa chưa biết gì về nó, thì chả biết đàn nào mà lần đấy. Thứ nhất là ngựa chưa lắp lên này, người ta cũng bên nhà sản xuất họ cũng lắp cho mình được cái cữ và cái dây sẵn rồi thì là cũng cũng là ok, nhưng mà ngựa chưa có là các bạn đã khó rồi này. Cộng thêm vĩ thì chưa bôi nhựa thông này, cái vĩ này chưa bôi nhựa thông ấy. Khi một cái vĩ mới mà chưa bôi nhựa thông thì nó sẽ gặp cái trường hợp đó là các bạn kéo nó không lên tiếng đấy, đúng không? Đấy, nó chưa bôi nhựa thông thì các bạn kéo nó không lên tiếng. Và có nhiều bạn mua ở nơi khác về có bảo mình là em mua ở cửa hàng này cửa hàng nọ dính đàn đẻo hay sao ấy, kéo nó chả lên tiếng. Thì đó, nó chính là các bạn chưa bôi nhựa thông và trên này các bạn chưa gắn con ngựa đàn đó. Đấy, không phải là cứ thế mà bán cho khách hàng là được đâu các bạn, phải lắp đặt rồi thì các kiểu cho họ đấy chứ. Đây, đầu tiên là chúng ta sẽ cho cái xốp chống rè này vào. Cái mục đích của cái xốp chống rè này ấy, là để cho mục đích của xốp chống rè là giúp các bạn giúp cái cây đàn này nó sẽ không bị rè, nó sẽ làm êm ái tiếng đàn hơn, nó sẽ làm đẹp tiếng đàn hơn, ngọt ngào hơn. Đó, lắp đàn lên. Chưa 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 đâu nhá, vẫn chưa xong nhá, vẫn còn nhiều công đoạn nữa. Đó. Sau tiếp theo là phải bôi nhựa thông. Đây, tôi đã có sẵn cái cây nhựa thông của tôi để tôi trực chiến, có khách đặt hàng đấy là tôi bôi cho khách luôn. Đấy. Các bạn phải bôi kỹ hai mặt nha. Bôi mặt trong mặt ngoài. Đấy, thì tôi làm cái video này cũng một phần là giúp cho các bạn, kể cả các bạn không mua đàn ở bên tôi, các bạn mua đàn bên khác thì về có thể tự lắp đặt được. Đó. Nhưng mà để mà lắp vào không thì nó cũng dễ thôi, nhưng mà tí nữa cái phần lên dây mới là cái quan trọng. Cái phần lên dây và phần dán nốt mới là cái phần quan trọng. Thì cái phần đấy nó là cả một cái quá trình các bạn phải biết chơi rồi thì cái việc đấy này nó rất là dễ thôi. Nhưng các bạn mà chưa biết chơi thì nó cực kỳ khó. Các bạn sẽ gặp cái trở ngại đó và có thể không thành công với cây đàn nhị này. Bôi dày vào nhá, bôi nhiều vào nhá. Đấy. Đấy, các bạn thấy hiệu quả của nó chưa? Bôi vào đủ nhựa thông vào nó sẽ có tiếng kêu ngay. Rồi, chúng ta sẽ lắp vĩ vào trong đàn. Các bạn chú ý nhá, ở cuối cây vĩ bao giờ cây vĩ nào cũng có cái con ốc này. Các bạn vặn hết nó ra. Các bạn tháo rời cái con ốc này ra. Tháo hết nó ra như này nhá, xong bắt đầu là bỏ tháo ra hẳn ra như này này, nhưng mà đừng 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 tháo cái chỗ này ra nhá, mình cứ để thẳng cái con này đấy, xong mình cầm cái đàn lên, mình dựa vào người của chúng ta như này, đúng 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 chiều của nó nhá, các bạn nhớ là đúng đúng chiều của nó như này, nhìn video đúng chiều gác của đây, xong bắt đầu đút vào giữa hai cái khe này đấy. Đấy, cái việc đút vào giữa hai khe này thì chắc là các bạn nam sẽ làm giỏi hơn các bạn nữ. Thôi mình nói đùa thôi. Đấy nhá, xong bắt đầu là vặn căng lên các bạn. Cái này nó có tác dụng là làm căng và làm trùng dây vĩ, thì các bạn mới học ấy thì cứ vặn vặn nó căng lên, vặn nó đừng căng quá mà mình căng ở mức vừa phải là được. Đấy,
khi các bạn ấy khi các bạn đã làm được đến đến công đoạn này rồi thì nó cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà khi chúng ta kéo lên dây nó không đúng, nó không vào dây nào thì các bạn cũng sẽ không không tự học được. Vì vậy chúng ta phải lên dây. Chúng ta phải lên dây. Các bạn có máy lên dây thì càng tốt, còn không thì dùng dùng app điện thoại này cũng được. Đấy, mà mình để ở đây cho các bạn dễ quan sát nha. Để đây cho các bạn dễ quan sát này. Đó. Đấy, cái công đoạn này, công đoạn mà để lên được đúng dây là cực kỳ quan trọng. Nếu mà các bạn không lên đúng dây thì không bao giờ các bạn chơi được đàn. Bởi vì là cái nó là cái bước đầu mà. Không có ai hỗ trợ thì các bạn sẽ gọi là chết ngay. Thế nên là các bạn mà mua đàn ở cơ sở khác thì họ chỉ là kinh doanh thôi, họ không giúp đỡ được bạn cái phần này là các bạn sẽ rất là nguy hiểm đấy. Tớ đảm bảo các bạn không chơi được đàn luôn. Đấy, lên được dây, đồ son. Ok. Đấy, thì là cũng gần xong rồi, nhưng mà cái này cũng là quan trọng này. Kể cả các bạn mà có được hỗ trợ lên dây đúng, nhưng mà các bạn cũng không biết bấm vào đâu để cho nó chuẩn, đúng không? Không biết nốt la nằm ở đâu. Biết biết là nốt la là ngón 1, nốt si là ngón 2, nốt đô là ngón 3. Nhưng mà bấm làm sao cho nó chuẩn mới là cái quan trọng. Thì đối với tất cả các học viên mới, không ai có tai nghe cả. Mình đến 90% chứ không nói tất cả. Cũng có những số người có năng khiếu thực sự thì họ vẫn nghe được. Nhưng mà thường thường thì đến 99,9% những người mới tiếp xúc với đàn đều không nghe được. Thì như thế này thì các bạn lại sẽ mất rất nhiều thời gian nếu mà không có sự hỗ trợ của công nghệ. Các bạn sẽ bấm đúng không, thì nghe nó rất là chối tỉ. Thế nên là khi các bạn dùng đàn do tớ cung cấp, do tôi cung cấp thì các bạn yên tâm về vấn đề đó. Bởi vì với kinh nghiệm là trên 20 năm chơi đàn thì cái công đoạn dán nốt đối với mình thì nó chỉ trong vòng 1-2 phút là xong luôn. Nhưng mà đối với một cái các bạn khác có thể là 100 năm chưa làm được. La son la đấy, la dán vào thôi, không cần phải máy lên dây, bởi vì cái thanh âm đấy nó đã vang suốt ngày bên tai của mình rồi, nên mình không cần máy lên dây. Tầm này mà phải dùng máy lên dây nữa thì đúng là thì phải nói tôi là một nghệ sĩ quá lởm. Đấy là đã có các nốt sẵn cho các bạn rồi. Thì là đấy, cứ bấm vào đồ rê mi fa, dây ngoài son la si đô rê mi fa đấy, kiểu đấy. Mình sẽ dán cho các bạn 2 quãng luôn, tại vì là 2 quãng sẽ dùng rất là nhiều nên là sẽ phải dán 2 quãng. Dán 2 quãng nha. Đấy. Ok. Kỹ hơn nữa nhá, mình kỹ càng hơn nữa thì mình sẽ viết nốt sẵn luôn ra đây cho các bạn. Đấy là mình rất là kỹ kỹ càng. Các xưởng nhạc cụ khác họ không làm được cái việc đấy cho các bạn đâu. Đây là mình viết 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 thử trước. Rồi, bắt đầu viết vào đây. Rê lá mi si fa đố. Rê lá mi si fa đố son rê là mi si fa. Ok, khi mà các bạn đã hoàn tất được những cái sự lắp đặt như thế này rồi thì tôi đảm bảo các bạn
chắc chắn sẽ học được đàn nhị, kể cả người không có năng khiếu. Tôi xin lấy danh dự 20 năm trong nghề tôi ra, tôi đảm bảo. Nếu mà các bạn không làm được thì tôi xin bỏ nghề, lấy danh dự ra đảm bảo luôn. Vâng, video đến đây đã kết thúc rồi. Các bạn mà thấy hay thì ủng hộ mình một cây. Xin chào các bạn.